Trong vlog ngày hôm nay, mình sẽ đưa mọi người đến tham quan thành phố Philadelphia, là thành phố lớn nhất của tiểu bang Maine, một trong những tiểu bang đầu tiên và lâu đời nhất của nước Mỹ. Đây cũng là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Việt của mình. Một buổi tụ tập của hội chị em Việt Nam chỉ có cười, cười và cười, được ăn ngon, chụp ảnh đẹp, lại còn được shopping hộ và một đống đồ ăn Việt Nam mang về nữa chứ. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì Mai có hẹn với mấy chị em Việt Nam đi ăn món Việt ở bên trung tâm Philadelphia, bên sau Philadelphia là phía nam á cô chú anh chị. Là cái khu đó là thủ phủ của người Việt mình ở bên tiểu bang của Mai. Thì trước khi đi Mai sẽ phải ra thăm vườn cái đã. Mời cô chú anh chị đi ra thăm vườn chung với Mai nha. Hôm qua thì Mai mới trồng hết mấy cái rau ở đây nè. Tưới rồi nhưng mà không biết hôm nay sao. Tại vì mình mới trồng á, mình nôn vậy cô chú anh chị. Mình rất là nôn chăm bẩm mấy em này. Mấy em này cũng sống thấy không? Mấy em cần mà có tưới là có sống ha. Mình trồng xong mình không tưới thì nó khô nó mới chết. Đây. Mấy cây này cũng lớn nè. Hơi cô chú anh chị thấy không? Mai vẫn còn một cái mỏm đất này, một cái miếng đất này chưa có trồng ha. Và một cái miếng này đó cũng còn khá là nhiều. Mai vẫn còn trồng được nhiều cây nữa. Từ từ mình sẽ mua thêm cây giống. Cho em Su Hào này dễ thương lắm lắm luôn, cô chú anh chị thấy không? Đó, nó bự lên chút xíu rồi đó. Khoảng 10 lần vậy nữa là chị thu hoạch em nha. Đây là cái bụi cần của Mai là không chết qua các mùa luôn. Thôi giời ơi, húng quế nè. Sao mà nó giật dài giật dừ dữ vậy, nhưng mà không sao đâu, nó sẽ sống. Rau răm của Mai nè, xả nè cô chú anh chị. Mấy cái rau thơm thì năm nay Mai quyết định là Mai sẽ trồng ở trong mấy cái chậu này để cho nó đỡ cái lan nè cô chú anh chị. Rau thơm, rau này thì nó không lan đâu, nó chết nè. Rau này cũng vậy, nhưng mà thôi mình cứ trồng trong chậu đi chứ nó lan tùm lum tà la hết trơn. Cây húng. Rồi, cây này là cây hương nhu. Đây dưa leo của Mai nè. Sao mới trồng xuống mà thấy nó bự dữ vậy trời. Đây nè cô chú anh chị, hai cây dưa leo nè ha. Rồi dưa hấu ha. Dưa lưới. Rồi cái cây này sắp ra bông rồi nè. Cái cây này chắc là phải ngắt phải không cô chú anh chị? Phải ngắt đọt hay là sao mà để giờ nó ra bông mất tiêu rồi. Cái này là phải cải xanh không? Chắc là trồng thôi để làm cảnh thôi. Đây cải xanh nè, cải xanh này nó tốt chưa? Hôm bữa mày thấy mày chưa tưới, nó chưa có phát lên được ha. Nó eo ụt, hôm nay nó tốt dữ dội rồi thấy không? Đẻ cái này hai cây luôn nè. Wow. Thấy chưa cả nhà? Này nè, thấy không nó phát không? Rồi mình sẽ bẻ nó ăn được những cái mà bên ngoài là mình bẻ nó ăn được rồi đó. Xà lách nè, thấy không? Xà lách ha, 2 3 4 5 6 7. Cái này là nhỏ nhỏ đang lên nè, 8. Mày có 8 cây xà lách con ha. Ăn dần dần cũng được, chắc ok. Trời ơi, thấy nó tốt quá, thấy đã. Chắc chiều nay mày tưới thêm lần nữa chứ giờ đất nó vẫn còn ướt lắm. Tưới nhiều quá nó cũng không có tốt ha. Tưới nhiều nó úng rễ đó. Bắp cải nè, khi nào nó cuộn. Chỉ chờ đến lúc nó cuộn thôi. Nôn quá. Trồng rau mà nôn còn hơn là cái gì nữa đó. Sáng nào cũng phải ra vấn an mấy em á hả? Em có khỏe không? Chị làm vậy em có vui không? Hay là em còn có mong muốn gì nữa? Mày dọn mày vẫn còn tấp một đống đây nè cô chú anh chị. Mai đang định là bới mấy cái cây nhỏ nhỏ này nè để ra cây con mấy cái chậu này nè cho người ta, những người Việt của mình á. Mà thấy không? Chưa có làm nữa đó. Hoặc là cho bà Chi Đà với bà Linh nè. Chỉ khu vườn nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó thật ra là mùa hè là ăn uống dư sức á cô chú anh chị. Thật sự nhà Mai trồng vậy thôi, đơn giản vậy thôi mà năm ngoái mùa hè Mai ăn không hết luôn á. Mai rất là thích mấy cái cây này, Mai sẽ cho bà Chi Đà mấy cây này nữa. Thôi mình đi vô, lên đường là được rồi đó, để mất công bạn bè chờ đợi. Từ hồi đi Úc về bận quá trời bận, lúc bạn rảnh thì mình bận mà lúc mình rảnh thì bạn lại bận, nên Mai vẫn còn một số người bạn chưa đưa được quà. Và thế là Mai phải giấu quá trời giấu. Mọi người biết vì sao không? Vì bánh này ngon mà tụi nhỏ thấy bánh ngon là tụi nó ăn thôi. Đây, Mai giấu ở trong tủ này. Thêm một hộp trà nữa là xong.
cũng không có gì nhiều, nhưng cũng là tấm lòng của mình tặng cho các bạn, cũng chân quý lắm nha. Trước khi đi thì Mai sẽ mang túi rác ra ngoài giục luôn. Bình thường thì ông xã Mai ở nhà, Mai hay treo đây là quà dành cho ổng. Nay ổng đi làm nên mình tự trao quà, tự nhận quà vậy. Mời mọi người lên đường cùng Mai nha. A few moments later. Đây, cô chú chị Mai tới rồi nha. Tới rồi. Đây là thủ phủ của người Việt mình đó, cô chú anh chị. Chợ bên đó là chợ Đông Phương đó ha. Đây là Ba Lẹ. Ba Lẹ là bán hủ tiếu, bán gì quên rồi, hủ tiếu Hà Nội ơi. Bán chả lụa rất là nổi tiếng ha. Còn Mai thì sẽ vô quán này, đây là quán cà phê Việt Kitchen. Quán này có món, cô chú anh chị có nhớ Mai khen mọi người biết cái món gì không? Món bún mang vịt rất là ngon, 525 Washington Avenue ha. Đồng bọn đã tới. Đây cô chú anh chị, quán này là nổi tiếng là bún mang vịt nên là Mai sẽ dẫn ăn bún mang vịt, nhưng mà Mai sẽ order 2 phần bún riêu mang về nè, 1 phần hủ tiếu với lại 1 phần bún bò Huế. Vậy đó. Ông mấy bạn có uống gì không mấy bạn? Uống trà nóng thôi. Chúc mình đi ăn dessert ha. Chúc mình đi ăn gì trong Chinatown thao đi, uống trà chiều đi. Trời ơi, người ta tưới bông tưới hoa kìa cô chú anh chị, người ta trồng trước cửa luôn, dễ thương không? Trồng rau nữa đó ha. Trời ơi, tranh thủ tới từng cái lỗ trên lề đường luôn. Đây, quán nhỏ nhỏ xinh xinh. Quán này thì chỉ lấy tiền mặt thôi nha cô chú anh chị. Nếu mà mình chuẩn bị đi ăn thì mọi người nhớ chuẩn bị tiền mặt nha. Còn Mai thì bạn Mai nó có tiền mặt nên Mai bên mồ qua cho nó được. Đây cô chú anh chị, bún bò Huế. Đây, hôm nay là đồng bọn của Mai có đủ luôn nha. Bốn đứa. Đây là tứ quý, tứ quái. Tứ cô nương á, nó không chịu, nó kêu tứ cô nương. Đây là tô bún mang vịt của Mai nè cô chú anh chị. Mùi vẫn thơm như lần đầu nha. Ai xem video lần trước của Mai rồi thì cũng biết là không chỉ có như thế này đâu, còn thêm một dĩa gỏi và thịt vịt luộc nữa. Mời mọi người ăn bún mang vịt cùng Mai nha. Đây, nhà hàng nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà ở đây có bún mang vịt rất là ngon nha cô chú anh chị. Cái này là phần lẩu dê mang về chắc. Đúng rồi, lẩu dê của bạn Mai gọi nè. Gần 3 người ăn. Chị bạn Mai mới nói là tờ tiền 1 đô mà chữ bi nè, rồi 2023 nè. Và cái cuối cùng là cái ngôi sao nè, từ số 0 gì đó là được đã 100.000 đô luôn á. Mình đâu có còn làm neo, đâu có tiền 1 đồng nữa đâu. Nói cho vui vậy thôi cô chú anh chị, chứ giấc mộng này là Mai không có rồi. Ăn xong thì tụi Mai ra xếp hàng để anh chủ phát phần thưởng nè. Mai nói chơi thôi. Chứ tụi Mai thi nhau order quá trời đồ mang về luôn. Riêng Mai là 5 phần lận á. Mai thì hay order bún riêu, bún bò. Linh nó order cả thịt dê luôn nè. Dấu hiệu của những quán ăn ngon là đây chứ đâu ha mọi người. Đi ăn về mà tay xách nách mang như này là hiểu rồi. Đây, bây giờ tụi Mai sẽ đi qua Chinatown đi kiếm một tiệm bánh, uống trà, uống gì đó, đi uống trà sữa ha. Đi vòng vòng, đi dạo chơi của chính chị. Mời mọi người đi theo tụi Mai. Nãy giờ thì tại vì cũng ngại, bạn bè ngồi đó lâu ngày mới gặp á nên không có quay được. Chút xíu Mai sẽ quay Chinatown cho mọi người nha. Đó, nãy giờ tình có gặp mà một chị khán giả coi kênh của Mai ở trong nhà hàng đó. Chị hỏi, ủa em cũng ăn nhà hàng này hả? Nó dạ. Lâu lâu mới ghé đây được cô chú anh chị. Tại vì ở đây á, có quán bún mang vịt rất là, cái món bún mang vịt rất là ngon ha. Cái gỏi họ làm cũng ngon nên cô chú anh chị nào ở gần đây thì nhớ ghé ăn thử nha. Mai quảng cáo là sự thật chứ không phải là quảng cáo cho tiệm đâu. Tại vì Mai ăn thấy ngon á cô chú anh chị. Ở đây thì ngon nhất là Mai nghĩ là món bún mang vịt. Họ có bán lẩu dê nữa nhưng mà Mai chưa ăn nên Mai chưa biết. Bạn Mai nó có mua về để bữa nào hỏi nó thử coi ngon không ha. Có bán cả bê thui nữa nha. Quán nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nếu mà tìm bún mang vịt thì hãy ghé đi ăn thử. Chính vì nước cũng thanh vừa và có cái dĩa gỏi rất là ngon, rất là mát mẻ. Trời hôm nay cũng nắng đẹp, kiếm quán cà phê nào ngồi nhâm nhi tán thêm mấy câu chuyện nữa là hợp lý. Từ nhà Mai chạy vào trong khu trung tâm này cũng xa lắm, tầm hơn 1 tiếng chạy xe, nên có dịp tới đây là Mai phải đi chơi nhiều. Chứ mà vô ăn chỉ có tô bún mang vịt rồi về thì lười lắm. Mấy nhỏ đồng bọn của Mai thì bận đi làm miết, thêm khoảng cách xa nên cũng ít gặp nhau, nên hôm nay mình tranh thủ. Vậy mà trước kia ai đồn ác kêu là Mai không có bạn bè Việt Nam vậy trời. Kêu là không ai thèm chơi với tôi. Mọi người thấy cái đường ray xe lửa không? Ở giữa cái đường mà bây giờ Mai làng chắc là không có còn sử dụng nữa đâu. Nhưng mà họ vẫn để thôi. Vì cái đường này bây giờ nó nhỏ quá mà còn xe lửa chạy nữa thì đâu có chỗ đâu hả? Thành phố phía đây chật chội đến mức độ mà người ta cho phép dân đậu xe bên hông, cô chú thấy không? Có một cái làng bên hông đây nè, là người ta cho dân đậu xe bởi vì những người dân mà sinh sống trên những cái tòa nhà cao tầng này nè, họ không có chỗ đậu xe thì bây giờ phải cho họ đậu dọc con đường chứ giờ đậu đâu giờ? Giờ đó nếu mà
có xe lửa chạy nữa thì thôi, khỏi có đường để xe mình chạy luôn á. Nên mọi người thấy ở những cái ngã tư khi mà người ta cắt ngang qua đó, người ta làm đường, giữa đường người ta chán đè lên luôn, người ta không còn giữ cái lằn đường sắt này ha, cái đường ray này. 21 thời gian cùng xuất hiện trong khung hình của Mai nè. Gần đây là tòa nhà nhìn cổ quá trời cổ, Mai cảm tưởng là không thể cổ hơn được nữa. Và bên phía đối diện là một tòa nhà cao tầng thiết kế hiện đại, mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng nhưng không thể nào phủ nhận được sự phát triển không ngừng nghỉ của xã hội. Đó, cả nhà thấy cái tòa nhà này nó cũng cổ ha. Bên này cũng cổ nè. Mai sắp tới Chinatown, mọi người thấy tới rồi chứ không phải sắp nữa. Mọi người thấy cái chữ hoa rất là khắp mọi nơi không? Và bây giờ phải đi tìm chỗ đậu xe nha. Mỗi lần vô đây là chỗ đậu xe cả một vấn đề đó. Hôm nay Mai đi một mình nên Mai sẽ vô cái bãi đậu xe này đậu trả tiền cho rồi. Trời ơi, cả nhà ơi, cái ông đó, ổng hay đậu xe mà ổng ra đợi ổng hả, từ chắc từ năm này qua năm nọ ổng mới ra khỏi cái chỗ đó. Đó, bây giờ mình sẽ đi uống ăn bánh uống trà. Thôi cái đường này cũng cổ lắm luôn á nha. Sao ta chạy được hay vậy ta? Cái lỗ này sao vô được ta? Vừa không? Không vừa đó hả? Vậy hả? Vậy hả? Mấy người người ta sống ở đây người ta biết mấy cái chỗ này để đậu rồi, chính chị con Mai thì không biết đâu. Mai thôi thà tốn tiền đi, 20 đồng deposit, còn chút mình đậu bao nhiêu tiếng thì người ta sẽ thối tiền lại cho mình. Nãy mày ở phía sau của khu này thì cũng là thổ địa ở đây mà lâu rồi không đi nên giờ không biết nhiều hàng quán, thế nên thôi phó mặc cho mấy nhỏ bạn nó cho mình đi đâu thì mình đi đó vậy. Ồ, đây là Matcha Panda, tiệm bánh vậy hả? Ừ, ôi cũng dễ thương quá. Hello, cái này mới à? Vậy hả? Ờ. Trời nè, nhìn nè. Gì mà cái đèn nhìn ngộ ha. Thôi đây mình vô được thành phố rồi đó. Ờ, mình được vô thành phố. Ok, ngủ đi. Có người yêu bên cạnh này nó lè lưỡi nó liếm chị kìa, thấy không? Ngon quá. Hôn con này ngon, hôn chồng. Ôi, ông thoại mày coi video đây lên. Giận tám chưa? Giận không? Wow, bánh này ngon quá, có giống đây nè, cái bánh này giống như bánh em Madame nè. Bánh này nè. Nhưng mà cái bánh này ngon khác, mỗi nơi khác nhau bên kia. Vậy hả? Bánh này cũng khác, bánh này ngon hơn khác nhau bên. Nhưng mà ăn cái matcha thử. Cái Alamos hả? Alamos ngon không? Cũng ngon. Cũng ngon hả? Đó, mình bây giờ mình vô thành phố mình ăn bánh. Decor ở quán này xinh nha. Nhìn Mai với em gấu trang trí này mặc đồ có match với nhau không nè. Đều cùng là một tông vàng đó. Quán trang trí theo tông màu xanh vàng, nhìn khá ấn tượng. Từ đồ decor đèn cho đến gương, rồi mỗi bàn có một em gấu to đùng như thế này, nhìn cưng xỉu luôn ha. Mai thấy bạn kêu đây là quán mới nên nhìn chung cũng sạch sẽ thiệt. Hy vọng là bánh và trà ngon nha. Mỗi quầy là có một em gấu bông ngồi chờ sẵn, coi các em này em ngồi thấy ghét không. Party only. Em này em gấu trúc, ngồi một chân trên một chân dưới nữa. Không có để bánh, không có để bánh cho coi. Giờ là dẹp rồi đó. Không có để bánh cho coi. Giờ là dẹp rồi chứ hồi xưa em đi nó mới mở là có luôn á. Vậy hả? Cái này nhìn ngon nè, cái này ăn cái này đi mà con. Best seller đó. Best seller Lindsay. Còn rồi mình ăn chung đi. Ở đây. Thôi mình đừng có ăn nhiều vị, mình ăn cái vị nào mình thích thôi, đâu cần đâu. Hộp hộp nó ngon lắm. Học nào? Học là học mặt cười đó. Ừ. Học dễ cười hả? Người Ý nó hay cho cái bánh vô. Ơi, uống trà không? Cái này là không cho trà, này bột. Này không có trà. Không có trà nóng. Trà nóng là bên kia. Không có trà nóng. Nó không cho mình uống trà nóng này. Trà nóng là bên kia. Biết nhưng mà này nó không có trà nóng. Nó có cái này không ạ? Thì bà hỏi. Trà nóng mình không có. Best seller. Đây là best seller là cái này nè, cái bánh ngàn lớp này nè. Ủa này cũng ngon quá ha. Cái này đi, cái này nè. Nè, có nóng nè, có matcha nóng nè. Ừ, ultra smooth. Có cái này cũng nóng. Best seller là cái này nè. Best seller là cái này nè. Cái này là cái gì vậy? Vậy là cái này giống như trà sữa nhưng mà nó là nóng. Ừ. Dạ cũng được cái vậy. Nó không có giống như trà nước tí à. Ừ. Uống một cái ly này xong ăn cái bánh chắc cũng đẹp. Trời ơi, nhìn 500 calorie. Nhìn trà sữa nè, nhìn trà sữa có trái giải nữa, hấp dẫn không? Ôi, seasonal special. Lychee. Đây, rose oil. Ừ, nhìn đó là muốn uống rồi ha. Ừ. Không. Giấy cũng chất lượng. Ừ. Được.
Giờ ăn giấy ăn bánh. Ăn giấy ăn bánh. Kêu nó ra đi. Ok, kem nè, trời ơi, kem nè, nhìn cũng ngon không? Đó, mày nói là mình ăn bánh ở đây xong mình qua kia mình uống trà, tại đây không có trà nóng mà con Linh nó lạnh ghê lắm, cô chú chị đó. Em tưởng đâu bệnh thì có một về bệnh, bệnh mập mạp rồi mình không biết. Bệnh fan fan cái áo cho đẹp đẹp như là fan fan một bên mà chứ cái lên. Tưởng nó đi hái trái cây á. Trời ơi, thiệt luôn. Rồi, ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này. Nhìn tụi mày order mà bốn đứa phải ra lận đó, náo loạn cả cái quán người ta. Thôi, mày biết thân biết phận, mày về chỗ ngồi chờ đồng bọn cho ăn gì thì mình ăn đó. Đây là địa bàn của mấy bạn, luật của mấy bạn. Trời, cái giỏ này dễ thương cô chứ anh chị. Trời ơi, mày đã để được cái gì trong này vậy? Tiền thôi. Tiền thôi hả? Tiền là đủ rồi. Dễ thương quá à, thiệt á. Dễ thương ha. Nó đang khay đó. Ừ. Nhưng mà xin thấy ở trên mạng nó bự. Ta mua về nó có chuyện nhất thôi. Nó giật cho mình luôn, nó nói ủa cái này giống gì, nó được tiền cắt cho chị. À là tưởng nó bự hả? Không, nhưng biết nó nhỏ mà không nghĩ cho nó tiền ép luôn. Ừ. Không nghĩ là nhỏ gì. Wow, bánh tới cho chính chị đây, nước uống đây. Wow. Matcha cake. Cái này. Thank you. Thank you. Đây. Ôi da, xin lỗi. Ồ, bánh ngàn lớp này của chính chị nhìn ngon không? Cái này là cái bánh trà mà early Earl Grey á. Trà Earl Grey ha. Còn cái này là bánh matcha trà xanh. Chụp đi cúng thần Facebook nè đó. Món đó món gì vậy? Nước gì vậy? Cái vải. À vải hả? À, không, vải là thơm rồi đó. Hoa hồng ở trên nữa nè, thấy không? Ai cũng khen ngon hết trơn. Uống đi, uống thử đi, mắc cỡ gì. Ngon không? Thơm à, vải cái vải thơm. Để ông thử coi. Cũng thơm ngon. Để mày quay cận cái bánh ngàn lớp cho mọi người coi nè. Nhìn dễ thương quá ha. Cái bột đường người ta còn tạo hình con gấu nữa. Để mày ăn thử bánh xem nào. Bánh này cũng ngon, nhưng vị không hề ngọt luôn nha. Bánh này rất là ngon, bánh ngàn lớp nè. Tiệm gì vậy? Bánh đà. Cái gì bánh đà? Bánh đà matcha. Matcha bánh đà. Matcha bánh đà. Ở đường số mấy vậy? Bánh mà ra quay đường số 9, đường số 9. Đường số 9 Philadelphia. Đó coi. Wow. Đẹp chưa? Ui, dễ thương quá à. Đây coi chính chị, hôm nay là dessert bốn món tụi mình kêu đây. Dạ, hai ly nước chút xíu mình qua kia mình uống nước nữa. Mấy bạn cúng thần Facebook đi nha, rồi mấy bạn gửi lên group nha. Đó, lâu chị em mình là phải như vậy nó mới vui nè. Hình lên nha, mình hỏi mình đẹp. Điện thoại mình chụp hình cũng ủa giống vậy mà. Nó có 13, có video 15. Vậy hả? Ủa cái ly này là ly gì vậy? Ly giống như ly ga xoài quá vậy? Smoothie hả? À là sinh tố. Sinh tố nó có 3 lớp, một lớp dâu, một lớp xoài, một lớp matcha. Xe đổ này quần người đó bắn thục cái. Quá lo lắng quá Linh, mày làm cho tất cả đều lo lắng. Trời ơi. Ba Vi đang ngồi chỗ này nè, ba Linh đang ngồi chỗ này nè, để tôi không. Ờ. Chết đấu. Ờ. Cấm nha. Không đăng luôn luôn nha. Để tao. Đó. Coi nó kìa, đó kìa. Cái liền nó ngồi. Ngồi sẽ like. Ngồi em cuối. Đó. Chị em sống ảo. Ông công nhận matcha trà xanh ở đây rất là ngon, cô chính vị cái bột rất là ngon. Đây nó bán bột mua về uống làm được. Nó có bán bột. Rồi ta hỏi pha. Mình không biết pha vô nó dở rồi. Không biết pha. Cản là tại sao cản? Em mua rồi, hiệu rất là tốt, ok. Một pound 60 đô, ok. Very good. Ở trên Tesla. Mà em mua về em pha 3 lần, ok. Rất là dở luôn. Bốn. Ngày mai em bảo em qua chợ uống được vậy. Ok. Mắc nha. Nó kẻ. Em mua loại mắc nhất luôn á. Đó, bạn đã nói là mình thành uống cái này trước xong rồi hẳn quậy lên sau. Thôi kể đi, chị nghe lời em, chị tao nghe. Trời ơi, có giống gì cái trà mà Earl Grey. Cái
cái vị này là thơm, mùi trà nó thơm ngon lắm cả nhà. Mai không có nghĩ là cái bánh trà này nó ra ngon như vậy mà ra rất là ngon. My sister. Ngon quá. Cắm cái ống mà cắm ngược bây giờ cho học cái mỏ một cái. Uống là chày mỏ luôn. Cãi nó kêu. Này, này nó hỏi ai cắm cái ống này vậy? Vì trả lời nó kêu. Cắm chỏng lên. Ôi trời. Nó kêu. Cái này thì nghe giống như là mùi cacao vậy đó. Nhưng mà Mai thì Mai thích cái này với cái này hơn. Cái này lại nhất. Cái này là nghe mùi rất là thơm. Ăn thử đi Vy, ăn cái này thơm lắm. Vy, à Linh, ăn cái này đi, chụp hình hoài. Ngon không? Ngon. Ok. Ở đây nó nhiều con mà cứ ngồi mỗi một con mà chụp tấm hình đi. Ừ. Mai lại cho kia. Ra chụp hình đi. Bánh khoai môn bình thường hả? Mình ăn bánh kem vậy đó. Ừ. Cho thử miếng coi. Cũng phải kém miếng khó chịu không? Thử chút xíu thôi. Không được bự quá. Cho mình ăn thử cái khoai môn chút xíu này coi. Cũng ngon mẹ, cũng ngon. Nhưng mà bánh ở đây là nó theo trường phái lạc lạc, giống như là hợp với khẩu vị của người châu Á mình nha. Đúng rồi. Còn bánh mà Mỹ là người ta sẽ không thích cái vị lạc. Đúng rồi. Mỹ là nó không chịu lạc. Mà ngon cả nhà. Mai thì Mai thích ngọt ngọt, nhạt lạc lạc vậy nè. Đây mình tới, mình xong rồi cô chú anh chị hơi trễ rồi. Đứa nào cũng phải về đón con hết nên thật là mê tám quá. Nên 2 giờ rồi đó nha. Tranh thủ thì Mai sẽ ghé qua chợ trong Chinatown xem có mua cái gì về ăn không. Đồ ở trong chợ này thì tươi ngon lắm, từ rau quả cho đến thịt cá. Đi cùng đồng bọn thì vừa được dẫn đi đây đưa đó, vừa được chọn trái cây cho nè cô chú anh chị. Mai sẽ mua mấy trái ổi về ăn. Nếu không ăn thì mình mang ra ép lấy nước cũng được. Thấy Linh và Nhung kêu là ngon lắm nên ok mình mua thử. Ở đây còn có bắp ngon quá trời. Người ta lột sẵn như vậy thì mình dễ nhìn được xem bắp có ngon không ha. Đúng y như là đang ở chợ Việt Nam luôn vậy đó. Người ta cắt sẵn cho mình coi vậy thấy không? Trời ơi, mất không về lột nữa hả? Không mua thịt cá gì không? Không, không mua thịt cá gì đó. Không mua, tôi không mua gì hết, tụi anh còn nhiều lắm. Rất là nhiều. Mua bắp cho con em ăn, tại nó thích ăn bắp. Dạ. Yeah. 4. Cái ngon nè, hộp 5. Có vàng nữa. Đó, mua được trái cây về. Ốc móng tay bao nhiêu một thau vậy? Rồi bả mua 3 bó ốc móng tay sống luôn nè, có đến vậy tươi luôn. Không. Wow, ốc móng tay bao nhiêu một thau? Không biết nữa. Vậy hả? 12 13 đồng một thau cô chú anh chị. Về xào với lại hẹ vàng. Đó, quên mém chút xíu nữa là không lấy xôi của chú chị. Phải qua Thailand lấy xôi. Mà nghe nói là xôi ở Thailand này rất là ngon nha chú chị. Không cần phải lấy xôi lobster, lấy xôi không thôi nha. À, giống như xôi mặn Việt Nam vậy đó. Mai có mua một hộp về ăn thử. Nhà hàng này là cá tươi, lươn tươi, tôm tươi. Anh đi về trước nha. Ok, Dũng không có lấy xôi hả? Không lấy xôi. Ok, bye nha. Bye bye. Trời ơi, tôm mình còn nhảy luôn nè cô chú chị thấy không? Bao nhiêu một phao Linh? 26 đồng 1 phao, 26 đồng 49. Ừ, đó. Vậy là 38 đồng mấy. Vậy hả? Bà đề 38 đồng mấy hả? Ui, nó nhảy bóp 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 luôn. Của Vy hả? Chị mua phao. Ok, ok. Uh-huh. Vậy chị trả tiền cho em. Cảm ơn em nhiều, trời ơi. Ngon lắm, không phải là đi chợ mình không có đâu, hiếm lắm. Có cái chợ mà đằng sau quay qua gồ bang á, nó có nhưng mà xong tham cho nhận. Ui, nó nhảy nè cô chú chị, nó nhảy nè, thấy không? Wow, về hấp với nước kìa, hấp với thôi hả? Không phải hấp, chị lấy đổ này là cái hạt rửa xong thôi, rửa sơ với nước chị đổ cái nồi không? Chị, cái nước dừa mà nước dừa hấp cháy á, chị chế tí xíu vô thôi, đừng có không ngọt tí xíu vô thôi, nó sôi lên. Ok, đi. Ra xe rồi chia tay. Ok. Đây, cô chú anh chị thấy không? Mai có con tôm tươi nè, tôm sống nè. Wow, ở bên Mỹ cũng có tôm giống như tôm đất vậy, cô chú anh chị thấy không? Tươi sống nhảy lên đánh luôn á. Có xôi nè, tối nay về là có đủ ăn rồi, Mai không có cần phải nấu gì hết á cả nhà. Trời ơi, thấy không? Đi chơi với mấy chị bạn Việt Nam là thể nào đi về cũng có đầy đủ đồ ăn á. Tại vì mình đứa nào cũng chồng con rồi, đứa nào cũng hả phải lo việc gia đình. Đứa nào cũng đi đón con hết trơn á.
Mai tôi để vô đây cho nó khỏi nó chạy, khỏi có nó chạy tới chạy lui khi mà mình thắng cô chú anh chị. Rồi được rồi đó, coi đó nhỉ. Đây cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã đi chơi cùng với Mai ngày hôm nay nha. Lâu lâu mới gặp mấy chị em Việt Nam mà cũng vui quá vui. Bây giờ dạo này đi chơi hoài quen rồi, cô chú anh chị tuần nào cũng muốn đi chơi hết trơn á. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.